Trước tiên là mình chào ông bà cô chú cái gì mình nói chuyện ha chú Sáu ha. Chào ông bà cô chú trên cộng đồng mạng. Thưa quý vị thân mến, hôm nay thì Tuấn Vĩ rất vui được đón tiếp hai vị khách quý là chú Sáu đây với anh Tám. Hồi nữa thì anh Tám sẽ xuất hiện sau. Bây giờ vào cái phần công việc về cái chủ đề chính đã. Thì thưa quý vị, theo như cái sự chia sẻ của anh Tám thì nay chú Sáu đây rất là tha thiết tìm lại một người thân là cha mẹ của người con rể của chú Sáu. Chú ha. Hiện tại bây giờ là chú Sáu ở xã nào? Hiện tại tôi ở ấp Hòa, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Rồi vậy bây giờ chúng ta vào cái trọng tâm của buổi trò chuyện luôn với chú Sáu ha. Vậy thưa chú Sáu, là con rể của chú Sáu là tên gì chú ha? Con rể của tôi hiện nay là nó đổi tên rồi. Nó tên là Lê Văn Cường. Lê Văn Cường là tên gọi hiện Lê tại. Lê Quốc Cường chứ. Lê Quốc Cường là tên hiện tại, tên hiện tại. Rồi còn cái tên mà cha mẹ đặt cho trước đây là cái gì chú? Tên họ cha mẹ mà lúc thất lạc mẹ đó là tên Nguyễn Dự Hùng. Nguyễn Dưỡng Hùng hả chú? Nguyễn Dự. Nguyễn Dự Hùng. Dự. Dạ, Nguyễn Dự. Dê Dư Nặng Dự. Dạ, Nguyễn Dự Hùng. Rồi vậy trong cái quá trình thất lạc như thế nào và có thông tin gì về cha mẹ ruột không? Cha ruột là lúc đó đi lính ở ngoài cái khu phố 1 thị xã Đà Lạt á. Ngoại không biết, rồi là không biết cái năm 72 đó là mùa hè đó, lửa đó mà chiến tranh sau đó mà ông ôm con về mới có 3-4 tháng à. Ông nói là con của người bạn, ông gửi ông đem về, ông gửi cho bà chị dâu á, ép buộc thì nó đem, ông đem về thì bà phải nuôi. Nuôi 2-3 tháng giờ bà giữ không nổi rồi bà mới kêu con gái bà giữ. Con gái cũng nuôi vài 3 tháng mà nó cũng eo ụt lắm, rồi cuối cùng là nó cũng qua khỏi, rồi lớn lên tới năm tiếp thu đó, năm 75 là lúc đó là 72 tới 75 là ông gì à, lúc đó là 30/4 cái ông tàn hàng đi lính đó, tàn hàng ông gì à. Vậy thì từ đó ổng làm dân ở đó rồi hoạt động cũng làm vườn đâu vậy đó, rồi nuôi nhỏ. Rồi sau này nó mới lòi ra cái khai sanh của bà mẹ. Cái khai sanh bà mẹ đó là tên họ mẹ là Nguyễn Thị Khoe. Mà bà đăng ký cái khai sanh của cho con này là ở cái Chích lục bộ khai sanh đó là ở khu phố 1 thị xã Đà Lạt. Năm 72 năm 1972. Tên đứa nhỏ là Nguyễn Dự Hùng. Sanh ngày mười mấy gì đó mà, nhưng mà có cái số mà nó hơi lưu trong khai sanh nên tôi không biết mười mấy. Tháng 5 năm 72, nơi sanh là thị xã Đà Lạt. Nghề nghiệp mẹ sinh năm 1948. Mẹ 1948. Nghề nghiệp là buôn bán. Có cái địa chỉ trú tại 24/1 Nguyễn Trãi, Đà Lạt. Lúc đó đó, lúc năm 72. Cha là lúc đó là Lê Văn Dự. Do đó mà lấy cái chữ lót của đứa con là tên Dự đó. Cha là Lê Văn Dự, con là Nguyễn Dự Hùng. Sao không lấy vợ họ Lê hả chú ha? Không biết làm sao, mẹ khai mà. Mẹ cũng khai. Như bà muốn đánh dấu ha, sao mà cái chữ Dự này nè. Dưới cái chữ Dự của ông nè. Không biết lý do nào mà hai cha với mẹ mà không có liên lạc với nhau nữa. Rồi ổng dưới này ổng nuôi giết rồi lớn rồi trở thành
ghế của tôi đó. Giờ tôi thấy tôi lên đang tìm mẹ cho cho thằng ghế. Dạ, rồi vậy con nam, con xin lỗi. Con nói cái giai đoạn này chút xíu để rồi hồi nó qua. Là vậy là theo như cái thông tin mà chú vừa cung cấp thì con xin tóm tắt lại một chút xíu. Là chú Lê Văn Dự trước đây là có đi lính ở trên Đà Lạt. Và có quen biết với người mẹ là Nguyễn Thị Khoe. Khoe hay khỏe gì đó, tại vì mà không cái có dấu xanh cũ đó rồi nữa. Thì vào năm 1972 đó thì là chú Dự này là có ẵm về một người con khoảng 3-4 tháng tuổi về đưa cho bên nội nuôi. Và nói rằng là con của người bạn. Nói rằng là con người bạn thì chắc là cũng có thể là nói vậy thôi, chứ chắc là có thể con chú Dự chú ha. Và chắc luôn chứ không phải là có thể ha chú. Theo chú đoán thế nào? Có phải là con của ổng không hay là con của ổng nên bả mới lấy cái chữ Dự này, bả lót nè. Ổng tên Dự mà bả lấy cái chữ lót là Nguyễn Dự Hùng. Nguyễn Dự Hùng. Vậy là mình tức là bả còn nhớ tới ổng nên bả lót vô đây. Rồi đến cái giai đoạn đó thì khi mà đưa về nuôi thì là cũng chuyển qua cho người này người kia nuôi, thay nhau nuôi về những đại khái là trong bà con dòng tộc, trong dòng tộc của bên chú Dự. Thì sau đó nữa đó thì khi chú đi lính về sau năm 1975 đó thì chú có mang về thêm một cái tấm giấy khai sinh của người con này. Cho nên là căn cứ vào cái tấm giấy khai sinh đó thì có thể là nghi ngờ khả năng cao là con của chú Dự này. Đại khái như vậy chú ha. Thì sau này đó, vậy là cái anh Hùng với chú Dự là cha con có sống chung với nhau sau này không? Không có, có sống chung. Bởi vì lúc đó thì cũng thời bao cấp đó rồi, cũng khó khăn đó rồi. Cha mới làm nuôi vịt tàu. Nuôi vịt tàu rồi nuôi rồi hàng này nó 10 tuổi, 12 tuổi đi chăn vịt với ổng. Rồi tới lớn lên đó, nó đi nghĩa vụ. Rồi cho con hỏi. Vậy rồi trước đó thì chú Dự đã có vợ chưa? Trước đó, trước năm 1972 đã có vợ chưa? Chưa. Chưa có vợ. Chưa vừa có vợ nhưng mà về là mới nuôi đứa con này mới cưới cái bà vợ. Nuôi đứa con mới cưới bà vợ sao? Thì nếu ví dụ, đây là con ví dụ này, chẳng hạn nhưng mà nếu con của chú thì chú cứ nói con của chú chứ cớ sao phải giấu làm chi hết chú hả? Đúng không? Chưa có vợ mà đâu có gì đâu mà phải giấu. Không biết làm sao hay là ghét bả rồi mấy ẩm thằng nhỏ gì này gì á. Biết rồi, biết rằng là như vậy, có thể là đôi bên không hòa thuận rồi mới ẩm con về. Nhưng mà ý con nói đó là mình khai ở bên nội đó. Thì con mình thì mình cứ nói con mình chứ, hay là giấu rồi để sau này lấy vợ cho nó dễ hả chú ha? Chắc vậy à. Vợ ổng tám mấy rồi ổng cũng quên hết rồi, hỏi gì cũng không biết, không nhớ. Thôi cái này để cái phần này cho cộng đồng đánh giá thử coi có phải con của ông Hùng, ông Dự hay không. Nhưng thật ra thì bây giờ đó là vấn đề ở đây là tìm người mẹ, cho nên là có trúng con trai hay không thì chúng ta cũng chỉ nói mang tính là thảo luận cho vui vậy thôi, chứ cũng không có quan trọng cái chuyện là con trai hay không con trai. Nếu ví dụ như không phải con ổng thì mình cũng rất là trân trọng ổng vì ổng nuôi dùm con cho người bạn. Thưa quý vị thân mến, thì cái nội dung câu chuyện thì như Tuấn Vĩ vừa trao đổi cùng với chú Sáu, thì chúng ta cũng thấy trong câu chuyện này thì cái chủ ý là bây giờ chúng ta kiếm người mẹ là Nguyễn Thị Khoe, sinh năm 1948 và trước đây vào năm 1972 thì cư ngụ tại là đường Nguyễn Trãi của Đà Lạt. Thì nếu cô chú nào trong cộng đồng mà có biết về bà Khoe đó thì mong cô chú anh chị chúng ta cùng lên tiếng. Và nếu có may mắn thì bên gia đình của bà Khoe, con cái này kia của bà Khoe có nghe được thì cũng nên tạo điều kiện cho anh Hùng có một cái cơ hội để tìm về bên bà con và bên ngoại. Nội dung vậy chú ha. Rồi hôm nay thì chú có hình này là hình của ai chú giới thiệu cho con? Cái hình này là cái hình của ông Dự lúc ông đi lính ở ngoài. Thưa quý vị, đây là hình của chú Dự đây, rất là đẹp trai lúc đó đi lính ở Đà Lạt đó. Và bây giờ chú Dự còn khỏe không? Còn, nhưng mà không có nhớ gì hết. Vậy trước đây thì không hỏi được hết cái gì hả chú? Không hỏi được hả? Ông giấu. Ông giấu.
Còn đây là hình cái lúc mà chú đi lính. Chung mà... chung đơn vị đây nè. Dạ. Mà bây giờ nó mờ quá rồi. Dạ. Nếu mà các đồng đội của ông Dự này mà dạ. có nhận ra cái tấm hình này thì cho liên lạc để biết coi coi cái bà khỏe này hồi trước là mấy chú ở trong này có biết không? Dạ. Trong 6-7 người bạn của ông nè. Dạ. Rồi nó đó là dạ. lòng mong mỏi của tôi. Dạ. Theo con nghĩ nếu ví dụ như mà thứ nhất là cô khoe, thứ hai nữa là trong 2, 4, 6, 8, 10, 11 người này thì con nghĩ cũng có thể là trong 11 người này nếu mà còn mạnh khỏe thì cũng biết được câu chuyện của giữa chú Dự và cô khoe. Chắc là sẽ biết, bởi vì trong nhóm bạn chụp chung như vậy thì chắc là có thể biết được cái câu chuyện tình đó. Bởi vì thật sự mà nói đó là nếu ví dụ như chỉ đi lính thông thường với nhau đó thì nó không có ấn tượng, nhưng ấn tượng ở cái chỗ là ẵm một người con về thì chắc là ở đó hầu như ai chắc là người ta cũng biết. Dạ, trong đơn vị hoặc là bạn bè này kia chắc người ta cũng biết. Dạ, chú nói thêm. Dạ, dạ, chú nói thêm. Cái ở trong đơn vị này nhiều khi là tôi giờ tôi cũng không có điều tra ra được là anh Dự này là ảnh đơn vị ảnh là công binh hay là tiếp liệu gì đó, có nghe phong phanh vậy thôi chứ cũng không chính xác. Yeah. Nếu mà mấy anh em trong cái bức hình này có biết thì giúp đỡ giùm. Dạ, yeah, lên tiếng giùm. Dạ. Yeah. Rồi. Còn đây là cái giấy khai sinh mà gia đình còn giữ được. Dạ. Dạ, mờ quá chú ha. Dạ. May mà còn đọc ra tên của người mẹ. Dạ. Thưa quý vị, gia đình chú đây cũng rất là cẩn thận, còn giữ được những cái điều này. Rồi rất là đáng tiếc là cái lúc mà còn trẻ đó, chú Dự còn trẻ mà chưa có lẫn này kia đó, thì gia đình cũng không có hỏi được gì thêm hết chú ha. Không hỏi. Dạ, không hỏi được gì. Dạ, con xin phép con chụp lại mấy tấm hình này. Rồi thưa ông bà cô chú, chúng ta cũng vừa nghe qua câu chuyện mà chú Sáu vừa nêu trên, thì mong được cái sự giúp đỡ của cộng đồng. Rồi giờ chú Sáu có muốn kể điều gì thêm hay là có muốn bổ sung điều gì thêm không? Tôi muốn bổ sung, nếu mà ai anh em anh chị em nào có chỉ được điểm được tìm được mẹ nó, tôi sẽ bồi dưỡng 15 triệu đồng. Hậu tả chú ha. Hậu tả. Thưa chú Sáu, là trước tiên là con rất là cảm kích trước cái tình cảm mà chú đã dành cho con rể của chú. Dạ. Vậy thì thưa chú, con cũng cái này ngoài lề chút xíu, nghĩa là xong cái thông tin rồi con cũng hỏi một chút xíu. Là thứ nhất là trong cái việc mà chú đã tha thiết đến nhờ cộng đồng tìm như vậy rồi, còn về bên cái người con đó thì người con nói như thế nào, hay là cái sự tha thiết này là của chú thôi hay là cái người con có tha thiết tìm không? Có, người con cũng tha thiết tìm và đồng thời nó sẵn sàng thử ADN với cái người mà. Dạ, cái người lên tiếng ha. Dạ, thì đương nhiên, đó là cái điều đương nhiên. Dạ. Rồi lâu nay thì cá nhân của chú Sáu thì có thường theo dõi chương trình của con nhiều không? Có, yeah. tôi theo dõi chương trình của Tiến Vĩ thường xuyên nên tôi biết nhiều lắm. Biết nhiều thôi, mà chứ không có dịp là để lên đây để gặp, bữa nay gặp là cái nguyện vọng của tôi là nhiêu đó. Rồi, con cảm kích trước cái tình cảm của chú đã dành cho con rể của chú cũng như là quý mến chương trình của con chú ha. Rồi vậy chắc là chú có muốn bổ sung gì không? Nếu không thì chúng ta có lời chào tạm biệt và con muốn gặp chú Tám chút xíu. Thôi bây giờ tôi chào tạm biệt cộng đồng mạng. Dạ, ok. Vậy con chúc sức khỏe chú và mong cái tin này cũng sớm được gọi là toại nguyện theo cái ý của chú và con của chú. Và mong cộng đồng chúng ta cũng dành chút thời gian để cùng xem câu chuyện, cũng như là chúng ta nếu có ai mà nghi ngờ bà khoe ở đâu đó thì chúng ta hãy cùng đi xác minh dùm. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Đặt thêm cái dấu hỏi là bà khoe hoặc bà khỏe. À, khoe hoặc khỏe. Dạ, dạ. Cái dấu không có. Cái dấu nó mờ đi rồi. Dạ,
Dạ, ok chú. Đương nhiên là cái khi nếu mà bà khoe nghe được thì bà cũng không có thắc mắc là khoe hoặc là khỏe đâu, bởi vì là nó chỉ một cái dấu thôi. Thì điều quan trọng là có sinh ra một người con năm 1972 như vậy hay không, đó là cái mấu chốt câu chuyện. Dạ, rồi vậy chú ha. Dạ, dạ, con lấy cái micro con cài cho chú Tám. Dạ, được rồi, vậy mời chú qua cho chú Tám qua đổi chỗ một xíu. Mà kêu bằng anh Tám chứ kêu, kêu chú ổng giận à. Dạ. Rồi anh ngồi đi anh. Dạ. Rồi, thưa quý vị, đây là anh Tám. Rồi anh Tám mới gửi lời chào. Dạ. À, kính thưa quý cô chú anh chị em trên cộng đồng. À, chúng ta có duyên với nhau, biết nhau qua cái chương trình kết nối yêu thương của Tướng Quỷ. Qua một thời gian dài, lý do là do cái chương trình là tìm người thân nó yêu cầu quá lớn, cho nên là mình cũng gián đoạn thời gian, cho nên là không có có cái dịp để mình tâm tình trao đổi. Thì mình cũng xin gác lại cái đó đi, cái mình nhường lại, tại vì cái phần mà tìm người thân đó, nó rất là cần thiết, nó đáng giá ngàn vàng. Vì sao mấy mươi năm mình mới tìm được người thân, cho nên là còn cái chuyện mà mình làm thiện nguyện với cái thứ hai kết nối tình duyên thì nếu có điều kiện thì mai mốt mình tiếp tục. Mong cô bác anh chị em trên cộng đồng cũng hoan hỷ cho cái chương trình kết nối yêu thương của Tướng Vĩ. Thường thường thì bà con cũng như gia đình người thân thì coi như là nghiện cái kênh kết nối yêu thương của chú Vĩ rồi. Tối nào mà không xem chương trình kết nối yêu thương này dường như là thiếu ngủ. Ngủ nó không ngon. Cho nên là cũng mong rằng cái chuyện mà kết nối yêu thương mình cũng giải quyết cho nó sớm, nó bớt cái chương trình đó ha. Rồi cái mình làm cái công tác thiện nguyện. Cái thứ hai nữa là giúp đỡ cho bà con có những cái hoàn cảnh cơ nhỡ khó khăn theo cái sự yêu cầu mong đợi của bà con trên cộng đồng đó chú Vĩ. Dạ đúng rồi. Em xin giới thiệu thêm chút xíu anh Tám ha, để cho cô chú anh chị chúng ta nắm được. Thì thưa quý vị, đây là anh Tám, thì gọi là anh em quý mến nhau, biết nhau nay chắc cũng 4 năm từ khi mà em bắt đầu vào cái công việc mà làm thiện nguyện. Thì trước tiên á, là em rất là trân trọng anh Tám qua những cái sự mà gọi là giúp ích cho cộng đồng. Cái công sức góp phần cho cộng đồng rất là nhiều. Thì cái khi mà Tuấn Vĩ đang đi làm thiện nguyện á, khi mới mở kênh ra đó, thì anh Tám đây là người ở địa phương và thấy ở địa phương cũng rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy cho nên là anh Tám, chính cá nhân anh Tám cũng đã bỏ ra những cái số tiền lớn để mà giúp đỡ cho bà con. Ngoài ra nữa đó thì là cũng làm một cái nhịp cầu nối. Tuấn Vĩ cùng anh Tám cũng đi rong ruổi trong thôn, trong xã, những cái hoàn cảnh mà đặc biệt khó khăn mà không có xoay sở được đó, thì anh em cũng đã giúp được một số hoàn cảnh. Thì trước tiên làm được cái điều đó thì Tuấn Vĩ cũng vui, mà anh Tám ảnh cũng rất là vui. Vì ở cái chỗ là cuộc sống thì cũng phải cần những cái điều đó, thì chúng ta thấy cái tinh thần nó yêu đời và nó vui hơn và ý nghĩa hơn trong cái cuộc sống. Ngoài ra nữa đó thì sau đó đến cái giai đoạn mà Tuấn Vĩ kết nối với tình duyên đó, thì anh Tám lại có cái tài anh Tám lại có cái tài làm trưởng tộc, làm MC, nên là anh em lại tiếp tục gắn bó với nhau một thời gian cũng cả năm mấy. Thì ai có đám đình, đám cưới, đám hỏi này kia đâu, rồi anh em cũng gắn bó, rồi cũng vui anh ha, đi tuốt ngoài Phú Quốc này nọ. Rất là vui. Và thời gian gần đây á, thì cái lý do là Tuấn Vĩ kết nối về bên cái việc mà tìm người thân, và cái nhu cầu bên tìm người thân cũng rất là cao. Thì biết rằng á, là bà con cô bác cũng rất là nhiều, gia đình cũng khó khăn, đang còn muốn giúp đỡ. Nhưng quả thực á, thì anh Tám biết đó là một thân một mình em không thể nào có đủ thời gian để mà làm hết tất cả mọi chuyện. Và bên cạnh đó đó thì em nghĩ như thế này nè. Về cái việc mà giúp đỡ tìm người thân là một cái việc mà hiện tại bây giờ là cộng đồng cũng đang rất là cần, là thứ nhất. Thứ hai nữa đó là cái kênh của em về tìm người thân vẫn là đang còn chiếm ưu thế. Vì vậy cho nên là người ta tìm ở các kênh khác thì nó không hiệu quả bằng. Đó là sự thật sự là như vậy. Còn nếu ví dụ như về cái việc mà giúp đỡ về tài chính rồi làm thiện nguyện hoặc này kia đó, thì các kênh khác vẫn có thể làm được. Có nghĩa là nếu em không đi giúp thì cũng có thể có
những kênh khác giúp. Nhưng về cái việc mà tìm người thân thì tạm thời trước mắt thì người ta vẫn đang còn theo dõi bên kênh của em nhiều. Vì vậy cho nên là về cái việc tìm người thân thì em vẫn đang còn ưu tiên cho bên cái việc đó. Còn cái việc thiện nguyện thì có thể Tuấn Vĩ không đi được thì có kênh A, kênh B, kênh C, kênh này, kênh nọ của những người khác. Đại khái là như vậy. Tuy nhiên nói vậy thì cũng không phải là mình so sánh hay là này kia, nhưng mà đại khái ý em muốn nói đây đó là cái thời gian nó quá hạn hẹp á. Một con người ta chỉ có một cái là ai cũng bằng ai về cái thời gian. Một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ, ai cũng vậy, mà Tuấn Vĩ làm thì nó lại quá cái sức của mình, nên là Tuấn Vĩ tạm thời chưa có đi được. Thì trong tương lai nếu ví dụ như mà bữa nào sắp xếp được thì anh em mình cũng đi thăm bà con giống như trước đây. Rồi vậy anh có thể chia sẻ thêm những cái điều anh cần chia sẻ trước cộng đồng, hay là có lời chúc hay sao đó anh cứ cởi mở thêm ha, để em nói hơi nhiều. Dạ không vậy chưa. Kính thưa quý cô chú anh chị em trên cộng đồng kính mến, cái và cái kết nối yêu thương của kênh Tuấn Vĩ thì mình có duyên mới gặp nhau, rồi hiểu biết nhau để rồi cùng nhau để làm công tác thiện nguyện. Thì mình thấy cái việc làm nó rất là thiết thực, nhưng vì cái hoàn cảnh bà con người ta yêu cầu quá lớn về cái việc tìm người thân, tại vì thời gian mấy mươi năm mà trên cái nhiều kênh khác tìm không được, mà cái kênh của chú Vĩ thì rộng lớn rồi, nó truyền tải nó xa, gia đình nhanh nó lan nhanh, cho nên cái yêu cầu rất lớn thì mình cũng thông cảm, mình cũng mong bà con cô chú anh chị trên cộng đồng cũng hoan hỷ, rồi thời gian sau này nó cũng thư thản nguôi ngoai, rồi mình trở lại công việc xưa, để rồi có dịp cùng nhau để mà giúp đỡ trên cộng đồng, trên bà con, trên cái xã hội mà những cái công việc cần thiết. Cái sau cùng nữa thì quý nhau là mình thấy còn sức khỏe để làm công tác nó có ý nghĩa chú. Cái thứ hai nữa là cũng kính chúc của quý cô chú anh chị em trên cộng đồng được dồi dào sức khỏe, gia đình luôn an lành hạnh phúc. Trong kinh thi có nói thế này chú, nói là còn gặp nhau thì hãy cứ vui, vì cuộc đời này như nước chảy qua trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, mình hãy mang niềm vui đến cho tất cả mọi người. Mà còn gặp nhau thì hãy cứ cười, cho tình thêm thắm, ý thêm tươi, cho hoa thêm sắc, đời thêm nhị, mình hãy mang tình thương đến cho tất cả mọi người. Để cái đôi điều đó rất là quan trọng, đúng như cái kênh kết nối yêu thương. Đúng là MC có cá đó quý vị. Em muốn trao đổi thêm một chút xíu nữa là hôm trước đây này có một cái chị là chị muốn xin số 8 để hỏi là muốn nhờ làm cái MC rồi làm trưởng tộc trong cái đám cưới của con của chị ấy, rồi rồi không biết cái điều đó em cho chị số được không? Dạ được chú, tại vì mình còn sức khỏe thì mình giúp bà con khi bà con cần. Cái chuyện nó cũng nhỏ thôi, mình thấy mình giúp được mọi người, người ta vui thì mình vui. Và quý vị cũng xin nói thêm về cái điều này. Thì đối với đám cưới, đây là em nói công tâm ha. Đối với gọi là trong cái chuyên môn đám cưới đó, thì nói về MC thì thật sự là nếu mà trong cái giới trẻ thì thì gọi là giới trẻ và làm MC thì có nhiều người người ta có những cái gọi là nổi bật hơn anh Tám. Em nói anh đừng buồn nha. Không sao đúng rồi. Tuổi trẻ và nó gọi là nó thiết thực với cuộc sống hiện tại hơn. Nhưng gọi là để mà gọi là làm trường tộc theo cái gọi là cổ truyền, theo truyền. Cái kiểu mà giống kiểu là người ta hay gọi là đã rút kinh nghiệm được từ những cái thời xưa đến nay đó, mà ai muốn giữ cái nền văn hóa, muốn giữ cái văn hóa của cái truyền thống đó, gọi là truyền thống, thì anh Tám đây là số 1. Thật sự mà nói là em không phải là có anh thêm anh đâu. Có sao em nói vậy? Tại sao em không khen anh về cái việc MC mà em khen anh về cái việc trưởng tộc? Cho nên là thực sự thứ nhất là anh Tám là thầy giáo. Anh Tám là thầy giáo, cho nên là cái về cái việc mà cái lời văn, văn chương mình áp dụng vào thời điểm nào cho phù hợp, và gọi là áp dụng như thế nào cho đúng cái thuần phong mỹ tục của dân Việt Nam mình, gọi là cái truyền thống đó, thì cho nên là em thấy em bái phục anh về cái việc đó.
thì cũng cởi mở chút cho vui, yeah. chứ cũng không phải là mình đề cao hoặc này kia để làm gì. Túng Vĩ yeah. thì cũng không không nhất thiết là phải đề cao này nọ, nhưng mà có một cái là mình cảm nhận như vậy thì Túng Vĩ cũng nói như vậy để gọi là cũng có đôi lời nhận xét và khích lệ để cho cuộc sống nó vui, yeah. và điều đó là cái điều sự thực. Yeah. Thì em nghĩ là nếu ví dụ như mà hy vọng là anh có thể sau này anh truyền cho được nhiều người về cái gọi là cái nghi lễ, nghi yeah, thức yeah. Rồi cái nghi thức đó yeah. để cho sau này khi người ta cần yeah. chứ thật sự mà nói là có nhiều người rất là cần đó anh yeah. đặc biệt nhất là cái văn hóa của miền Tây mình á yeah. thì em nghĩ là nếu mà cứ như cái đà hiện tại thì là chỉ là nó phù hợp với trong giới trẻ, còn mấy cái nghi thức á yeah. thì em nghĩ là nếu ví dụ như không có những người như anh yeah. Và không có cái sự truyền đạt lại thì em sợ mai mốt rồi nó cũng mai một càng ngày nó mai một bớt đi. Dạ, thật sự mới nói vậy. Dạ. Thì anh có nhận xét gì về trong cái lời nói của em và có muốn chia sẻ điều gì thêm về cái góc độ này ở trước cộng đồng không? Thì anh cứ chia sẻ thêm. Dạ. Dạ. Thưa chú Tương Vĩ, thưa quý cô chú anh chị em trên cộng đồng, cái truyền thống, cái nghĩa là phong cách là cưới hỏi, phong tục lễ hỏi là của người Nam Bộ mình xưa nay đó, dạ. coi là truyền thống. Thì thời gian sau bị mai một, mình cũng còn cái mai phước là mình còn lại những cái sách xưa, nghĩa là sách cổ truyền của ông bà để lại đó, rồi mình nghiên cứu, mình thấy nó hay. Trong đó là nó mang cái tư tưởng là giáo dục. Giáo dục chẳng những giáo dục cho cái cặp đôi trong đám cưới mà giáo dục người đời nữa. Yeah. Rồi giáo dục cái cặp đôi đám cưới đó là phải báo hiếu cái ông ơn sanh thành, dưỡng dục của cha mẹ, yeah. rồi của tổ tông ông bà. Có ông bà phải có cha mẹ, rồi cái cặp đạo phải giữ gìn cái đạo vợ chồng. Yeah. Đó, trong đó cái đạo hiếu, cái đạo vợ chồng, cái đạo phải là thờ cúng ông bà, nghĩa là theo cái truyền thống ông bà người ta nói là sanh con đẻ cháu để nối dõi tông đường, rồi phụng tử lễ hương, rồi nối truyền hương lửa ông bà, rồi khi xa mẹ tuổi già phải lo báo hiếu. Nó cái đạo đó, đó mình lòng qua cái đó để mình giáo dục. Yeah. Chứ thôi bây giờ theo cái xã hội, theo cái phong cách mới bây giờ thì thời gian không có. Làm yeah. theo phong cách hiện đại thì mình mất đi cái truyền thống. Dạ đúng đúng, đúng. Có một số anh em là muốn học hỏi cái sách xưa đó yeah. thì mình sẵn sàng mình hướng dẫn lại. Thí dụ anh em nào em cháu nào muốn chịu học á yeah. Để cho mai mốt mình già rồi mình mang theo ông bà hết yeah. mất đi mai một. Có một số bà con cũng ý là muốn giữ lại yeah. Mình biết làm sao giờ, ai thích thì mình yeah. yeah, mình chỉ dẫn anh em mình chia sẻ sẵn sàng chú ý. Dạ dạ. Rồi bây giờ em nói cái này nó hơi gọi là có thể hơi bất chợt và hơi đừng đột một chút xíu yeah. Nếu không phải thì anh bỏ qua ha. Dạ yeah, không sao không đúng cái gì. Em thì em có ý tốt thôi. Dạ yeah. Thì em thấy cái nhu cầu mà gọi là để có một người làm trưởng tộc trong một cái đám cưới, đám hỏi này kia vậy yeah. thì cũng có rất là nhiều người người ta cần, rất thật sự là cần kiếm ra yeah. Vì vậy cho nên là cho phép em được gợi ý là anh đọc cái số điện thoại của anh lên để nếu cô chú nào mà có cần thì người ta nhờ anh thì anh có sẵn lòng hay không. Thì đây em nói ví dụ thôi yeah. Nếu mà anh cho cái số điện thoại trên cộng đồng thì cũng được, mà ngược lại anh không cho thì đương nhiên là em cũng không trách anh yeah. bởi vì nó cũng có cái lý do riêng và quan điểm riêng của từng người yeah. Thì nếu ví dụ như mà anh có thể thì anh đọc lên, còn nếu anh không thì cái việc đó em không trách anh yeah, thì không sao em cũng nói theo cái yeah, suy nghĩ hiện tại của yeah. mình thôi, chứ em cũng không có ý là quảng cáo hoặc này kia, bởi vì yeah. thật ra mình cũng đâu có phải là cái gì đâu mà để mà quảng cáo làm chi yeah. Nhưng mà đôi khi người ta cần đó yeah. Thì nếu được thì anh đọc mà yeah. anh trả lời đi. Dạ thưa chú, cái chuyện này nó nhỏ thôi, cái mình cũng có cái ý là muốn giúp đỡ xã hội thôi. Nói ngay là mình cũng không có tài giỏi gì, nhưng mà người ta thích, có người thì người ta thích cổ truyền ngày xưa, người ta muốn trong cái gia đình, người ta muốn nhắc nhở con cháu nó giữ gìn cái đạo làm con trong gia đình, thì mình sẵn sàng mình chia sẻ giúp. À, cái số điện thoại của mình cũng không có ngại gì à. Tại vì mình cũng không có làm ăn cái chuyện gì lớn à, mình có cái nhỏ lớn và mình có cái tâm là muốn giúp xã hội thôi à, nếu cô bác nào cần thấy thích thì mình sẵn sàng mình đến mình giúp đỡ thôi. À, cái số điện thoại của mình là 0941351356 à, rất là dễ nhớ 094 là cái mạng
Vina 0943513536. Bà con cần thì mình sợ là ngại sức khỏe chứ đi xa thôi. Chứ gần đây thì mình chạy xe tới, chạy xe máy tới thì mình giúp bà con, thì mình thấy gia đình ta vui thì mình thấy vui. Trong cái đám cưới mà nó có cái phong cách, có cái nghi lễ, có tổ chức hẳn hoài thì thấy nó có ý nghĩa. Còn ví dụ như mà đám cưới mà mình làm cho nó lớn rình rang đi nữa mà nó không có nội dung thì thấy nó cũng không bớt cái hay đi ha chú. Ok anh, vậy thì thưa cô chú anh chị, thì như anh Tám chia sẻ đó, nếu ví dụ như điều kiện cho phép và vào cái thời điểm mà anh Tám có thể sắp xếp được, thì nếu cô chú nào mà ở gần hoặc này kia đó mà có thể thời gian nó thuận lợi thì anh Tám cũng sẽ sẵn sàng. Còn nếu ví dụ như mà cái chuyện mà xa xôi này kia mà không đi được thì cô chú cũng hết sức là thông cảm. Như anh Tám nói lên đây tuổi lớn rồi. Tuổi 64 rồi. Không biết chị Tám có cho đi không nữa. Đó là em mới chị gợi ý thôi chứ còn không biết là chị Tám có cho đi không, em không biết nữa. Sang ngại sức khỏe thôi chứ còn giúp được thì mình thấy rất là vui, bà con vui thì mình thấy cũng vui lây ha. Rồi ok anh, vậy thì rất là cảm ơn anh đã sẵn lòng về điều này. Rồi một lần nữa thì cảm ơn cô chú anh chị trên cộng đồng cũng đã quan tâm và theo dõi buổi trò chuyện hôm nay. Thì đây Tuấn Vĩ và anh Tám thì chỉ là mang tính là chúng ta cũng nói lên cái cảm xúc, và lâu ngày anh em gặp nhau thì cũng cởi mở chút xíu như vậy. Vì trên cộng đồng thì nhiều cô chú cũng nhớ anh, bởi vì trước đây thì cũng có xuất hiện nhiều đó. Thì coi như đây là một cái chuyện chúng ta nói thêm thôi, còn cái việc chính vẫn là tìm cô Nguyễn Thị Khoe. Thị Khỏe. Mong cô chú anh chị nếu có ai mà có biết được thông tin thì mong cô chú anh chị chúng ta cùng báo tin dùng cho gia đình. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Chúng ta chào tạm biệt. Xin trân trọng kính chào quý cô chú anh chị em trên cộng đồng. Thời gian qua thì mình cũng nhớ nhau nhưng mà không có dịp. Hôm nay thì có cái dịp để mà tâm sự, rồi chú Vĩ cũng dính thời gian cho mình ít phút để thưa với quý cô chú anh chị. Chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, tinh thần tráng kiện, mọi việc đều thành công tốt đẹp hết. Xin trân trọng kính chào. Xin kính chào quý vị, tạm biệt quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.